Bạn ơi hãy nắm tay và nghe tôi kể này, một nơi với những câu chuyện của trái tim. Đặt vào đó thân yêu ước mơ, thật nhiều ước muốn hy vọng. Tình yêu đẹp tươi sẽ cho ta niềm tin. Cùng bạn tôi đến gieo mầm xanh, tỏa bóng mát tâm. Anh có tiền lẻ không? Ở một ngân hàng nọ, có một vị khách nam ăn mặc vô cùng sang trọng. Trên tay đeo một chiếc nhẫn sáng bóng, có vẻ như người đàn ông này đang làm thủ tục rút tiền, có xin được ít lãi. Cô kiểm tra lại thông tin giùm tôi coi đã đủ chưa? Thưa anh, chỗ tôi thiếu chút tiền lẻ. Không biết anh có tiền lẻ không? Cô muốn xin tôi tiền lẻ à? Mấy người làm ăn kiểu gì thế? Không biết đường chuẩn bị trước tiền lẻ. Giờ còn muốn tôi đưa tiền lẻ cho cô ư? Tôi có nghĩa vụ phải giao tiền lẻ cho cô à? Anh ta tưởng đây là nhà của mình chắc. Bất lịch sự quá. Thiệt xui xẻo cho cô nhân viên ngân hàng. Gặp phải vị khách ghê gớm quá. Ngân hàng lớn mà làm ăn như thế hả? Từ giờ thì cạch mặt. Xin lỗi anh. Là do chúng tôi suy nghĩ chưa thấu đáo. Anh không có tiền lẻ cũng không sao. Để tôi chủ động đổi tiền. Tôi cũng chỉ lo anh sẽ ngại cầm một đống tiền lẻ. Như thế cũng hơi phiền. Ông chủ lớn như anh đây tiền có đến hàng trăm triệu, giữ lại tiền lẻ cũng chẳng để làm gì. Cô coi đã đủ chưa? Có lẽ tôi đã quá nóng giận nên cư xử thô lỗ. Dạ, không sao đâu ạ. Ở đây, cô nhân viên rất nhanh trí, dựa vào sự khéo léo của mình để dập tắt ngọn lửa mâu thuẫn đang bùng lên mãnh liệt của vị khách. Có lẽ qua sự việc này, người đàn ông cũng hiểu được một đạo lý. Phải biết phát tiết cơn giận đúng lúc đúng chỗ, không được vội vàng gấp gáp. Nên cho người khác cơ hội giải thích để bản thân và đối phương cùng kết thúc trong vui vẻ và hòa bình.